chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Connie TV Channel và mình chính là Connie nè. Hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay thì mình sẽ mang đến các bạn là những em sushi đồng giá là 3.000, 5.000 và những em sushi to ở những cái clip sushi này nè. Nó còn á thì mình sẽ quay cho mọi người. Còn sushi mà nó không bị lỗi á thì nó đã hết rồi nha. Nên là những bạn nào mà muốn mua sushi không bị lỗi thì có thể đợi đợt sau mình về thì mới có nha. Còn bây giờ là chỉ có những em sushi mà kiểu nó thanh lý nên là mình pass rẻ lại cho mọi người. Hôm nay thì mình định làm những cái clip gọi là back to school đó mọi người. Thì do là kiểu đồ học, dụng cụ học tập của mình nó chán quá nên là mình không có quay. Nếu như các bạn muốn mình quay thì có thể để ở bình luận ở phía bên dưới để mình cùng biết với nha. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào video thôi, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ báo giá những em sushi đồng giá là 3k nha các bạn. Những em này đều bị lỗi á, còn nếu như các bạn không gành lỗi thì có thể xem ở clip trước nha. Sushi mà mình nói sushi đồng giá 6k các bạn. Bây giờ mình sell lỗ 3k luôn, kiểu vừa bán vừa tặng luôn á mọi người. Đây em này 3k nè. Tiếp theo mình có cái em trái tim thế này ha. Cũng 3k nha các bạn. Thì những em này đều có khuyết điểm nhẹ nha. Ví dụ như nó dơ nhẹ hoặc là nứt sơn nhẹ gì đó các bạn. Mấy con này là kiểu mình sưu tập mà bây giờ mình không sưu tập nữa thì mình bán lại cho những bạn nào thích mà mình có thể sưu tập lại ha. Em này xinh quá trời luôn nè. Một bé cù. Một em gấu ra thế này ha. Em này bị nứt cái chân này, mình thấy em nào hầu như là em gấu gao này đều bị vậy luôn á. Rất là dễ bị khuyết điểm luôn các bạn. Một em macaron như thế này. À đúng rồi, nếu như bạn nào mà có nhu cầu swap thì có thể swap với mình ha. Còn những bạn nào mà không biết swap á thì các bạn hãy yêu với mình ha. Mình sẽ nhắn cụ thể là swap là gì nha. Mình thấy cũng có khá là nhiều bạn không biết á. Một em này siêu xinh luôn. Một em bánh bao siêu chậm tăng luôn. Một em mạng thầu thế này ha. Cái bánh bao trắng này mọi người có thể trang trí lên đó. Những bạn nào mà mình khéo tay mình lấy màu nước mình vẽ lên mọi người xinh lắm á, mình có làm một cái rồi. Cái em có tay, cái mặt cười. Cái này là nấm cầu mưa này các bạn. Ổ bánh mì mình có hai ổ. Một ổ nhỏ và một ổ như thế này ha. Mình thấy ổ này đẹp hơn mà nó không chậm tăng ổ bên kia. Có cái này nhưng mất cái kia thì nó mới đẹp chứ. Cuối cùng trong đống 3k là em bên đây thế này ha. Bây giờ thì mình sẽ sang đến những em đồng giá là 5.000 nha. Đầu tiên mình có cái em này. Cái em này ở trong hàng mới đó các bạn, mà nó bị khuyết điểm nha. Nên mình sell 5.000 luôn. Nó bị dính bụi luôn này. Nữa mình sẽ để bao bì kính vô cho. Tại mình mở ra, ý ra mấy con này là để bao bì kính đó rồi mà mình mở ra mọi người. Thấy mình ngáo chưa. Một em mèo như thế này. Em này mọi người thấy không? Vậy đó tôi sell luôn. Một cái hamburger, một cái bánh mì thế này, mọi người thấy sự khác biệt chưa? Bánh mì 5k và bánh mì 3k. Một cái con hamburger như thế này, con này thì chất đặc. Một cái bánh sừng trâu như thế này ha. Bánh dứa nè, chốc ít kình. Cái bánh tam giác như thế này. Một bé khoai tây chiên nha các bạn. Một con này. Này thì nó bị bám bụi mọi người. Bánh bao. Bánh bao này thì cũng bám bụi với bị nhẹ vàng ở đây nè. Bánh sừng trâu. Và cuối cùng là cái chân mèo ha. Này rất là mềm luôn. Và đây là những em gọi là 5k với lại là 3k nha. Bây giờ thì mình sẽ đến những em sushi to đợt trước mà bát còn á mọi người. Let's go. Sushi to thì mình cũng còn ít nên mình sẽ bán rẻ cho mọi người nha. Đầu tiên mình còn cái em á. Em này gọi là cái gì ta, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mình nào biết thì có thể để bình luận ở phía dưới ha. Em này để bạn học cũng xinh lắm này các bạn. Đây thì nó bị thế này. Mình sẽ bán lại mọi người với giá là 15.000 nha. Mình còn hai con ngựa thế này nha. Đó, hai con ngựa này sẽ có giá là 10.000 một con. Rất là xinh luôn á mấy bà. Mình còn cái bánh kem bự chà bá thế này. Thì bánh kem này mình bán cho mọi người với giá là như ta 30k nha mọi người. Trời đất bự lắm á. Yeah. Chọn bàn tay. Ở đây dưới. Mình còn gấu ôm dâu nè các bạn. Đó. Thì em này mình sẽ bán lại với giá là 25.000 nha. Còn một cái con ninja cáo nè. Con này đợt trước mình bán 35 hay gì hay 32 gì đó. Bây giờ mình bán là 25 nha. Bánh kia nhật 35.000 nha. Lỗi thì mình đã quay kỹ ở video trước rồi nên những bạn nào mà muốn xem lỗi kỹ thì có thể qua clip đó nha. Bây giờ mình chỉ báo lại thôi. Mình
Em này, gì ta? Em này mình thanh lý lại 20 đi. Em này chịu tăng 20 nha. Cuối cùng mình còn cái bánh như thế này các bạn. Đó, cái bánh này có giá là 10k. Nó bị dính bụi luôn. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Còn những bạn nào muốn mua hàng thì cứ link xuống phần mô tả nha. Còn bây giờ thì bye bye.